rồi, anh này là shipper của Lazada phải không? Đấy, hôm nay giao một cái mũ của để ủng hộ tổng thống Donald Trump bầu cử chúng cái đợt này. Đấy, bây giờ anh sẽ mở ra anh kiểm tra hàng xem có đúng theo mô tả ở trên shop không. Màu đỏ mà. Thành màu đen à? Màu đen thì đây. Màu đen đi làm cho nó. Màu đen chứ đỏ. Ừ, nó đúng kích cỡ không? Có phải size 59 56 không? Mũ đấy thì chả đúng thì nó vừa, nó có cái dây kia. Thì đội xem nào. Đấy, quá đẹp. Ơi trời. Đơn là trăm, đơn là trăm 2020 vừa vặn. Ừ, đẹp dài đấy. Rất là đẹp dài nha. Ừ, cảm ơn shipper nha. 59.000 ý được. Thế đồng to thế này thì lấy đâu tiền giải lại có không? Có tờ 100 được giải lại cho dễ. Có 59.700. Sao bảo 670? Đâu ai bảo 670 cái mũ này. Kinh, cái mũ kia 670 cũng chết dấp. Nghe nghèo cái mũ bảo hiểm. Mũ đấy 600.000. 59.700 thôi, thừa 300 con ấy bo cho shipper. Tây đấy, công đi vất vả trời mưa. Rất là vừa nhưng mà hơi mỏng tí. Rồi cũng được. Để cổ vũ Donald Trump đợt này trúng cử để ấy nhá, để ủng hộ Việt Nam. Mũ rất là vừa nhưng mà hơi mỏng tí. Rồi cũng được. Để cổ vũ Donald Trump đợt này trúng cử để ấy nhá, để ủng hộ Việt Nam. We'll be right back.
Yeah.